Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, tái sử dụng chai nhựa để đựng đồ ăn và thức uống không còn xa lạ đối với nhiều gia đình, cá nhân. Điển hình như là một chai nước khoáng như thế này. Sau khi dùng hết, nhiều người sẽ cho nước vào và tiếp tục dùng hàng ngày. Hoặc là nhiều bà nội trợ còn dùng để đựng gia vị như là nước mắm, mật ong, vân vân. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiết kiệm và có phần gọi là bảo vệ môi trường, thì cách làm này lại tiềm ẩn mối họa cho sức khỏe. Những chiếc chai nhựa có nhiều kích thước, thể tích, kiểu dáng khác nhau, nếu chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ sẽ rất phí. Với suy nghĩ đó, nhiều người đã tận dụng những chiếc chai nhựa này để trữ nước uống hàng ngày. Các loại chai nhựa khi bán trên thị trường vốn dĩ là sản phẩm dành cho cá nhân, tiếp xúc trực tiếp với miệng người dùng. Nên nếu không được vệ sinh lại sạch sẽ mà tái sử dụng để trữ nước và bỏ tủ lạnh hoặc làm đá mát dùng dần, vô tình sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Càng nguy hiểm hơn nếu các chai nước này được nhiều người trong gia đình sử dụng chung. Hầu hết chai nhựa trên thị trường được sản xuất chỉ để sử dụng một lần. Chất liệu của các loại chai nhựa đựng nước hiện nay là polyethylene terephthalate, viết tắt là PET hay PETE. Đây là loại nguyên liệu nhẹ, xốp, giá rẻ và dễ tái chế và khá an toàn. Tuy nhiên, nếu loại chai nhựa này tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, ví dụ như môi trường tủ lạnh hoặc để trên xe hơi, trong cốp xe máy, thì sẽ gây hại cho người dùng, và điều này không phải ai cũng biết. Không những chai nhựa, các loại hộp nhựa đựng thực phẩm cũng được nhiều người tận dụng triệt để. Điều này dễ thấy ở các quán ăn bình dân, những gánh hàng rong vân vân. Người bán thường dùng hộp nhựa đựng gia vị. Còn ở nhiều gia đình, các bà nội trợ cũng sử dụng hộp nhựa để đựng cất thực phẩm khi dùng không hết. Với tâm lý đã được rửa sạch thì an toàn, mà không biết rằng độc tính vẫn có thể phát tán trong quá trình sử dụng. Không chỉ chai nhựa, các loại hộp nhựa đựng thực phẩm cũng được người dân tận dụng triệt để. Điều này rất dễ thấy ở các quán ăn bình dân hoặc những gánh hàng rong. Người bán thường dùng hộp nhựa qua sử dụng để đựng các loại gia vị. Còn các bà nội trợ cũng sử dụng lại hộp nhựa để đựng cất thực phẩm khi dùng không hết. Theo nghiên cứu, các loại hộp nhựa kém chất lượng có chứa chất BPA có thể gây ra các biến chứng về nhiễm sắc thể đối với thai nhi và dẫn đến các khuyết tật bẩm sinh. Ngoài ra, còn gây rối loạn hóc môn giới tính, dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em. Mình sử dụng lại thì nó sẽ tiết ra một số những cái chất, và những cái chất đó sẽ biến đổi những cái hoạt động của cơ thể. Nó sẽ ảnh hưởng đến gan, ảnh hưởng đến thận, thậm chí là một số chất mà nếu mà tích trữ lâu ngày thì sẽ dẫn đến ung thư. Dù mà có thể mắt thường mình không thấy, chai vẫn đẹp, vẫn nguyên vẹn, nhưng mà nó có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm vi nấm, nhiễm virus vẫn cao. Và một cái điều nữa là trên cái chai thường thường người ta hay sử dụng nhãn hiệu, rồi người ta hay sử dụng mà những cái chữ trên cái nhãn chai cho nó đẹp, cho giới thiệu như nó thành phần vân vân, thì tất cả những cái hóa chất trên cái những cái mực hoặc những cái mực in đó đều thì có thể gây nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng lại. Nếu nói tất cả những chai nhựa hộp chúng ta sử dụng hàng ngày đều nguy hại thì cũng quá phiến diện, bởi tùy vào từng sản phẩm và sẽ có ký hiệu chỉ dẫn và an toàn riêng. Mỗi loại nhựa đều được hiển thị bằng chữ cái hoặc con số, thường nằm giữa hình tam giác với các mũi tên và có thể tìm thấy trên thân hoặc là dưới đáy chai. Chúng tôi sẽ giới thiệu ở phần kết của chương trình. Tuy nhiên, dù có thể tái sử dụng, nhưng việc vệ sinh và bảo quản thực phẩm sao cho hợp lý cũng rất quan trọng. Hy vọng những thông tin chương trình hôm nay sẽ hữu ích với quý vị. Còn bây giờ, xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. PET hay PETE thường là các chai nước ngọt, nước khoáng không nên tái sử dụng. HDB hay HDPE, loại nhựa an toàn cao, có thể tái sử dụng. PVC hay 3V, sản xuất bao bì thực phẩm trong suốt, chai đựng dầu ăn, đồ chơi và rất nhiều sản phẩm khác, không nên tái sử dụng. LDPE không thể làm nóng trong lò vi sóng, tuy nhiên cần tránh nhiệt độ cao vì sẽ giải phóng hóa chất, không nên tái sử dụng. BB, loại nhựa bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng. PS hay polystyrene là loại nhựa rẻ và nhẹ, có thể tìm thấy trên vỏ một số hộp đựng đồ ăn nhanh, cốc nước uống, hộp đựng trứng và dao đĩa thìa, không nên tái sử dụng. BC hoặc không có ký hiệu, là loại nhựa nguy hiểm nhất, dễ dàng sinh ra chất gây ung thư, vô sinh, PBA, tuyệt đối không tái sử dụng.